Ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel Hùng Mai, mình là Dũng rồi đây. Nếu như mà anh em để ý mấy ngày hôm nay ở trên kênh YouTube Hùng Mai thì quá trời những cái video nói về chiếc Nokia X7. Và như thế anh em cũng biết thì chiếc máy này có một cái cấu hình có thể nói là bậc nhất trong phân khúc tầm trung với con chip Snapdragon 710. Tuy nhiên, đấy chỉ là cái thông số mà gọi là marketing thôi, mang tính chất là giới thiệu thôi, thông số để chúng ta tham khảo thôi. Vậy thực sự thì cái cấu hình của con này có được đỉnh được như thế nào anh em kỳ vọng hay không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết về cấu hình của chiếc máy này bằng cách là chơi những cái tựa game hiện có trên setup play theo cái mức độ là từ nhẹ cho đến nặng để xem chiếc máy này xử lý như nào. Mình có nhận được một vài các cái phản hồi, đó chính là anh em thì thấy thi thoảng chiếc máy này có bị văng ứng dụng, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm xem là như nào nhá. Cái tựa game đầu tiên mình sẽ chơi cho các bạn đó chính là Angry Birds 2. Thì thực ra cái game này không phải là một game quá nặng, tuy nhiên nó tiêu tốn rất là nhiều RAM. Cái điểm đầu tiên khi mà mình mới vào bên trong của máy thì đó chính là về cái màn hình. Màn hình của chiếc máy này thì khi mà mở các cái ứng dụng, nhất là game chẳng hạn, thì chưa được tối ưu thật sự tốt. Cái phần bên phía tay thỏ thì bị cắt theo kiểu vuông góc, còn bên phía bên tay phải thì nhìn nó lại khá là chối mẹ, nhìn thật sự nó tối ưu chưa tốt. Nhưng mà cũng không thể nào mà chê được, bởi vì thật sự là đây là cái lỗi chung của Android rồi. Bất kỳ ông nào mà làm màn hình tay thỏ thì nó cũng sẽ như thế này thôi, cho nên là mình cũng không hy vọng là trong thời gian tới thì Nokia có thể khắc phục được cái lỗi này. Tốc độ vào game khá là nhanh, load game rất là nhanh luôn, và hiện tại đến bây giờ thì mình chưa có một cái hiện tượng giật lag nào cả. Nói chung là game khá là mượt và mình hiện tại mình chẳng thấy có bất kỳ một cái gì khó khăn khi mà chơi cái tựa game này cả. Hiện tượng văng ứng dụng thì hiện tại bây giờ vẫn chưa thấy gì, và mình sẽ trải nghiệm thêm các cái tựa game nữa để xem là có hiện tượng văng ứng dụng hay không. Còn các cái hiện tượng ví dụ như răng cưa hay là các cái hiện tượng như thể là bị giật FPS thì lát nữa đến các cái tựa game nặng thì chúng ta mới có thể nhận xét được. Còn ở trong cái tựa game nó khá là nhẹ như thế này thì chúng ta chỉ mang tính chất là khởi động và xem là cái tốc độ load ứng dụng của máy thì có nhanh hay không thôi. Bây giờ mình sẽ tới cái tựa game tiếp theo, đó chính là Asphalt 8. Thực ra thì có một cái điều mà rất là nhiều anh em nhầm lẫn, đó chính là Asphalt 9 thì nặng hơn Asphalt 8, nhưng thực ra là không phải. Đối với cái tựa game Asphalt 8 thì sẽ nặng hơn một xíu, còn đối với Asphalt 9 thì nó bắt buộc phải chơi bằng wifi á. Vào game phải nói rất là nhanh luôn các bạn ạ, không có bất kỳ một hiện tượng giật lag nào cả, và khi mà mình bấm thì nó phản hồi rất là nhanh. Nó không giống như mấy cái con Android chạy tầm độ khoảng 625 cùi vãi. Nhưng mà đối với chiếc máy này thì phản hồi cực kỳ nhanh luôn, không giật lag, đã dã man, và hiện tượng văng ứng dụng tất nhiên ở trong game này thì vẫn chưa thấy gì. Loát ứng dụng cũng cực kỳ nhanh, nhìn không có hiện tượng răng cưa luôn. Nhìn ngon vãi, mặc dù cái màn hình của con này cũng không phải là quá khủng khiếp Full HD cộng. Thực ra là mang tính chất là đủ dùng, chứ này để mà bảo ngang với cái màn hình 2K thì hiện tại bây giờ vẫn chưa phải là đỉnh lắm. Nhưng mà rất là đủ dùng luôn. Các bạn có thể nhìn thấy không có bất kỳ một hiện tượng răng cưa nào cả, và FPS thì không bị giật. Rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình đã thấy cái sức mạnh của con chip Snapdragon 710 rồi đấy. Đúng là được mệnh danh là con chip cận cao cấp của khác. Mà Nokia này có thể mang được con chip này xuống tầm giá khoảng từ 5 cho tới khoảng 6 triệu. Nể thật. Xiaomi chắc cũng khiếp. Đấy, phải lúc chết như này này. Con chip xử lý đồ họa Areno thì mình chưa bao giờ mình phải phàn nàn. Xử lý rất là trơn tru và mượt mà, kể cả những cái cảnh mà mình tông vào xe thằng khác. Và cái tựa game Asphalt 8 thì mình chơi mượt vãi cả. Nói chung là không có bất kỳ một cái điểm gì chê cả. Mọi cái kiểu như thế là khi mà mình bấm phát thì nó phản hồi rất là nhanh. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ quay tiếp với cái tựa game tiếp theo, đó chính là Liên Quân. Liên Quân thì là một trong những cái game mà anh có thể nói là anh em chơi cực kỳ nhiều luôn, chứ không phải là không. Tốc độ vào game thật sự rất nhanh. Đối với tựa game này thì mình cũng đang bật ở FPS khá là cao, cho nên là các bạn có thể yên tâm, mình không biết là có cái hiện tượng giật lag nào về ở bên trong cái tựa game này không. Và đối với bất kỳ cái tựa game nào ấy thì cái đầu tiên mình cảm nhận đấy chính là cái màn hình tối ưu nó chưa được tốt cho lắm. Màn hình tay thỏ thì thằng nào cũng giống nhau cả thôi, chứ các bạn không thể nào yêu cầu cao hơn được cả. Chắc chỉ có mỗi Apple là hiện tại đang tối ưu cái màn hình tay thỏ tốt nhất này, chứ còn các cái tựa game khác thì không có đâu. Ui xời ơi, mượt vãi lìn. Các bạn có thể thấy là mình đang bật ở FPS cao nhất, và hiện tại mình không có bất kỳ một cái hiện tượng giật lag nào cả, vãi cả trưởng. Đấy, các bạn thấy không, đấy. Mượt vãi lìn. Phải nói rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà nói về độ mượt mà thì mình thấy nó không thua kém so với lại cái 8SE. Ăn cứt. Thật sự rất là mượt luôn các bạn ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với cái tựa game cuối cùng mà mình nghĩ là rất là nhiều anh em ngóng chờ, đó chính là Rule of Survival. Thực ra Rule of Survival với lại cái PUBG thì khá là giống nhau về cái đồ họa, cho nên là
mình sẽ chơi một cái tựa game này thôi, là anh em có thể tự suy ra bởi PUBG thôi. Không biết là với một cái tựa game như thế này và cái mức đồ họa nó rất là cao như thế này, không biết là chiếc máy này có tải nổi chúng ta không. Mượt vãi cả mình không, trời ơi rất tuyệt vời luôn ấy, không giật lag, nhìn nét bong, nhìn đã cực kỳ. Anh em nếu mà mua máy để mà chơi game thì con này trong tầm giá khoảng 5 triệu là ổn nhất rồi. Mình đang chỉnh lên cái FPS cao nhất và hiện tại máy vẫn chơi rất là mượt, mọi hoạt cảnh đều rất là ok luôn, không có cái hiện tượng răng cưa, chính là cái đầu tiên mình nhìn thấy được. Rồi, và là trên đây thì mình cũng đã chơi một vài các tựa game từ nhẹ cho tới nặng, mà nói thật là con chip Snapdragon 710 nó rất là tuyệt vời. Vậy thì anh em xét như thế nào về chiếc máy này, có đáng để mua hay không? Tại sao mình lại không làm các cái bài kiểu như thế là speed test? Bởi vì thật sự speed test ở thời điểm hiện tại thì nó không còn đáng tin cậy để có thể thể hiện được hết cái hiệu năng của những chiếc máy cực kỳ khủng nữa. Vậy anh em nhận xét như nào? Hãy để lại ý kiến comment xuống phía bên dưới. Mình sẽ để link mua hàng của chiếc X7 xuống phía bên dưới cho bạn nào tham khảo. Đừng quên là tại Hùng Mobile có đầy đủ tất cả các màu sắc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.